là ban giám khảo. Con tên Trần Minh Thư, học lớp 3D trường tiểu học Vườn Địa Xuân. Sau đây con xin kể tinh thần chống dịch như chống giặc cùng với các lực lượng khác trên tuyến đầu chống dịch. Toàn lực lượng bộ đội biên phòng Đắk Nông đã nỗ lực vượt qua gian khó, vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa tích cực ngày đêm làm nhiệm vụ phòng chống dịch, kiểm soát, khóa chặt đường mòn, phòng chống vượt biên xâm nhập trái phép. Ở vùng biên giới quê em, ngày này đã vào mùa mưa, điều kiện sinh hoạt vô cùng khó khăn, nhưng những chú bộ đội biên phòng vẫn ngày đêm cắm chốt, bám địa bàn, bám dân để phòng chống dịch COVID-19. Sự hy sinh của các chú bộ đội đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trên tuyến đầu chống dịch. Con xin chào ban giám khảo con hết ạ.